đời con tha phương mấy năm trời, chưa bao giờ con thấy buồn. Cố gom tiền mua chút quà gửi về cho cha. Cuộc sống này lắm gian truân, nơi xứ người toàn những lọc lừa. Mẹ ơi mẹ, giờ con thấy mệt, thèm mâm cơm mái ấm gia đình, thèm được nghe những câu hát ru tình để con được chăm sóc mẹ ở bên mẹ. Con buồn vì nhớ mọi người, con buồn nhưng vẫn gượng cười, an ủi mình phải cố gắng lên thôi. Cuộc sống này lắm phong ba, con không thể gục ngã mẹ à, vì con đường là con đã chọn. Đam mê con phải theo mẹ, để giờ đây con biết vất vả sống xa nhà với công việc rất muộn bề, nhưng nỗi niềm ngày dài mê thì sống xa nhà với công việc rất muộn bề, nhưng nỗi niềm ngày tháng lê thế. Mẹ hiền à, những ngày qua mẹ buồn để mẹ khóc nhiều vì con. Tại do con chẳng nghe lời, để giờ đây mắt mẹ lệ rơi. Từng ngày dài mẹ suy nghĩ hoài vì con. Nhưng lời này con viết lên đây là để xin mẹ hiền tha thứ. Con sai rồi, con hối hận rồi, mẹ đừng buồn hãy hiểu giùm con. Cũng tại vì ngày tháng ham chơi là mẹ cha u sầu buồn bã, nên bây giờ con đã hiểu rằng cha mẹ là tất cả của